Ở nước ta thời gian qua, ốc hương thường được nuôi chủ yếu ở ven bờ biển thuộc địa bàn các tỉnh miền Trung. Chính vì vậy mà ít người có thể nghĩ rằng tại vùng ven biển Bạc Liêu, nơi có bờ biển đất bùn phù sa bồi quanh năm, nước biển đục ngầu, lại có người nuôi thành công ốc hương biển thương phẩm với quy mô lớn cho giá trị kinh tế khá cao. Mô hình này đang được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho người nuôi thủy sản khu vực ven biển của tỉnh Bạc Liêu. Hơn 2 năm qua, mô hình nuôi ốc hương biển đã được thực hiện rất thành công tại hộ gia đình anh Vũ Đình Hải, ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Từ giữa năm 2022, tận dụng 4 ao nuôi tôm với tổng diện tích 6.000 m², anh Hải cải tạo, chuyển sang nuôi ốc hương. Vụ nuôi đầu tiên thành công, thu hoạch được trên 20 tấn ốc hương thành phẩm. Sau khi trừ các khoản chi phí, mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Ở đây mình mới suy nghĩ là tìm một cái đối tượng mới để thay thế con tôm ở điều kiện nuôi ở Bạc Liêu và cũng giống như đồng bằng sông Cửu Long. Thì mình cũng có đi 3-4 năm trước, mình cũng có đi tìm hiểu và đem về nhiều đối tượng bên thủy sản nuôi, nhưng mà thử nghiệm nhiều lần vẫn không thành công, thất bại. Sau đó thì quyết định chọn cái con ốc hương nuôi thử nghiệm. Thì trong vòng hơn 2 năm tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi ở các bạn bè ở miền Trung, đưa về nuôi thử nghiệm, thì đến nay thì kết quả cho cũng rất là khả quan và khẳng định là nuôi được con ốc hương ở Bạc Liêu và cái giá trị kinh tế cũng rất là cao. Đặc tính của loài ốc hương khác nhiều so với các loài thủy sản khác, nên trong quá trình nuôi, bên cạnh độ mặn của nước biển, điều quan trọng chính là cát và nước biển phải sạch, nguồn thức ăn an toàn và giống tốt. Vì thế, từ đầu anh Hải đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lắng lọc nước biển. Cát biển cũng được lọc rửa thật sạch mới đưa con giống vào nuôi. Đối với nguồn thức ăn cho ốc hương là cá biển, được thu mua trực tiếp từ các ghe tàu vừa đánh bắt ngoài khơi về. Sau khi xử lý sạch, nghiền nhỏ mới cho ốc ăn, vì vậy đã tiết kiệm chi phí lớn. Nhưng ốc lại được sống trong môi trường giống với tự nhiên, nên luôn có chất lượng cao. Mô hình nuôi ốc hương của gia đình anh Vũ Đình Hải là mô hình sản xuất đầu tiên ở vùng ven biển Bạc Liêu, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trước mắt thì có thể hỗ trợ Hải Nguyên để đăng ký sản phẩm OCOP để hình thành ra cái quy trình để mình nhân rộng cho người dân. Và đồng thời cái hướng tới nữa thì những cái tham gia cũng khuyến cáo Hải Nguyên tham gia cái hội khoa học cơ sở của sở và tham gia cái đề tài khoa học cấp tỉnh để có cái quy trình chuẩn dưới mô. Tại vì bởi lẽ ốc hương thì sống ngoài biển, đối với những tỉnh miền Trung thì người ta nuôi độ mặn rất là cao, còn mình là nuôi trong độ mặn phù hợp với địa bàn của mình. Đây là một điểm rất là trân trọng, đáng phát huy. Mô hình nuôi ốc hương biển bước đầu đã khẳng định sự thành công, vừa giảm thiểu rủi ro, tăng lợi nhuận trong điều kiện mô hình nuôi tôm còn nhiều khó khăn như hiện nay. Ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đang triển khai, phối hợp với hộ nuôi, xúc tiến các bước để đưa ra quy trình nuôi hoàn chỉnh, khoa học. Từ đó tạo cơ sở hỗ trợ bà con có nhu cầu nuôi về kỹ thuật, đầu ra, nguồn giống. Kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho người nuôi thủy sản khu vực ven biển của tỉnh Bạc Liêu.